Chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi video học mạch điện cùng cô Tiên. Thì ở buổi học trước chúng ta đã hoàn tất định luật kiếp trước 1 và luật kiếp trước 2. Thì từ buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải một cái bài tập ví dụ để ứng dụng định luật kiếp trước 1, kiếp trước 2. Thì ở đây các bạn nhìn lên bảng chúng ta có một cái bài tập như hình vẽ. Thì ở đây cái mạch điện của mình nó sẽ có bao gồm, thứ nhất là một cái nguồn điện. Ở đây thì cái nguồn này các bạn hình như mình chưa gặp đúng không? Cái nguồn này được gọi là nguồn dòng điện và giá trị ghi trên nó là giá trị dòng điện. Đầu mũi tên là cái chiều của dòng điện này ha. Mình có hai cái nguồn dòng, nguồn 9A và nguồn 3A. Mình có ba cái điện trở 8 ôm, điện trở 16 ôm và điện trở 12 ôm. Bài toán yêu cầu chúng ta tính điện áp U1 và U2. Tính điện áp U1 và U2. Thì các bạn nhớ với cái bài tập định luật kiếp trước 1, kiếp trước 2 thì việc đầu tiên chúng ta cần phải xác định số nhánh, số nút và số vòng. Thì nhắc lại một lần nữa, nhánh là gì bạn? Nhánh là một đường khép kín gồm một nhiều phần tử có cùng một dòng điện chạy qua. Và một cô gợi ý các bạn là trong một mạch điện thì có bao nhiêu cái dòng điện thì nó sẽ có bấy nhiêu nhánh. Thì ở đây chúng ta sẽ có mấy nhánh? Mình thấy I1, I2, I3 chắc chắn là ba nhánh rồi. Nhưng hết chưa mấy bạn? Hết chưa? À chưa, mình thấy có hai cái nguồn dòng nữa. Nguồn dòng này nó cũng là dòng điện. Vậy cái bài này kết luận nó có một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh và năm nhánh. Được chưa? Bài này mình có năm nhánh. Năm nhánh hả? Còn nút thì sao? À đây có năm nhánh. Rồi nút thì sao mấy bạn? Nút thì sao? Nút thì bài này có mấy nút? Nhìn trên hình thấy thẳng luôn. A với B. A với B là hai nút. Ở đây với ở đây là mấy nút? Ở đây với đây là mấy nút? Mấy nút nè. À có bạn nói là ở đây thêm hai nút nữa là bốn nút hả? Câu trả lời là không chính xác. Ở đây nó là một cái dây điện cho nên mình xem cái này là một nút. Mình xem cái này là nút nút C giùm cô ha. Mình xem nó là một nút. Vậy bài này có ba nút. Bài này có bao nhiêu vòng các bạn? Bài này có bao nhiêu vòng? Bao nhiêu vòng? Một vòng, hình chữ nhật, một hình, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình. Sáu hình, sáu hình chữ nhật là mình có sáu vòng. Rồi, bắt đầu mình muốn tính được bài toán yêu cầu mình tính U1, U2. Thì chúng ta phải tính được dòng điện I2 và dòng điện I3. Thì bạn cứ áp dụng được cái chữ 1, cái chữ 2 là mình sẽ giải được bài toán này. Thì ở đây mình sẽ có 3 nút thì mình viết được hai phương trình kiếp trước 1. Nhớ chưa? N trừ trừ 1. Rồi bài có 6 vòng 3 nút thì mình viết được 6 trừ 3 cộng 1 4 kiếp trước 2. Nhưng mà mình cần mấy ẩn cho cái bài toán này? Mấy ẩn các bạn? 3 phương trình mình cần. Xin lỗi, 3 ẩn mình cần 3 phương trình. Các bạn chọn cho cô. Trong những phương trình này mình chọn cho cô 3 phương trình là mình sẽ ra. Rồi đầu tiên mình viết cho cô phương trình kiếp trước 1 tại nút A. Phương trình kiếp trước 1 tại nút B. Mấy bạn viết chung với cô nha. Ở đây mình xem cái nguồn dòng 9A là một cái dòng điện có chiều mũi tên rõ ràng ha. Rồi mình có câu phương trình kiếp trước 1 tại A. Tại A mình có cái gì mấy bạn? Tại A mình có dòng điện nè. Mình xem, đầu tiên mình có I1, I2 và nguồn 9A. Mình ghi dùm cô I1, I2, 9A bằng 0. Được chưa? Rồi ở đây mình sẽ xét dấu. Nhắc lại lần nữa cách xét dấu. Dòng điện có chiều đi ra khỏi nút thì mang dấu trừ. Dòng điện có chiều đi vào nút thì mang dấu cộng. Vậy I1 của mình mang dấu trừ. I2 của mình thì cũng mang dấu trừ. I3 mang dấu 9A mang dấu gì các bạn? Đầu mũi tên này đi vào nút thì nó mang dấu cộng. Cô có phương trình này là phương trình số 1. Ha. Rồi các bạn theo kịp cái chỗ này không? Theo kịp cái chỗ này không? Ổn ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục phương trình kiếp trước 1 tại nút B. Rồi mình có phương trình kiếp trước 1 tại B. Tại B chúng ta có cái gì các bạn? Tại B chúng ta có cái gì? Có gì? Tại B mình thấy mình có I1,
Có, 3 ampe, có, Y3. Y2 này nó có liên quan tới nút B không? Có liên quan gì không? Không nha, nó nằm cách xa nhau lắm, mấy bạn không có liên quan. Vậy mình sẽ có cái gì? Y1 nè. À, bạn nhớ không cô? Cái thứ tự viết mình sẽ viết là 1, xong rồi tới 2, xong rồi tới tới 3. Để xíu có lý do gì thì mình sẽ nói với bạn tại sao mình phải viết thứ tự vậy. Mình có Y1, mình có Y3, mình có 3 ampe bằng 0. Rồi Y1 đi vào hay ra khỏi nút B nè? Y1 thì đi, à đi vào mang dấu cộng. Y3 thì đi, đi ra. Và nguồn 3 ampe thì đi, đi vào. Phương trình này là phương trình số số 2. Rồi chúng ta đã sử dụng xong hai phương trình kiếp chấp 1. Được chưa? Bây giờ mình có bốn phương trình kiếp chấp 2. Nhưng ở đây các bạn lưu ý giúp dùm cô một điều. Đó là phương trình kiếp chấp 2 không được viết cho cái vòng nào có nguồn dọc. Nhắc lại lần nữa. Phương trình kiếp chấp 2 chúng ta sẽ không viết được cho cái vòng nào có nguồn dọc nha. Vậy ở đây mình có cái nguồn dòng 9 ampe, cái vòng này mình sử dụng được không? Không. Vòng này có 3 ampe sử dụng được không mấy bạn? Cũng không. Vòng này có 3 ampe sử dụng được không? Tất nhiên là không. Rồi mình còn cái vòng nào nữa? Cái vòng này thì có cả 9 cả 3 không làm gì được với nó hết. Vòng lớn càng như vậy. Vậy mình chỉ sử dụng được bao nhiêu vòng trong 6, trong 4 cái K2 này? Chỉ sử dụng được một cái vòng duy nhất, đó là cái vòng như sau, bạn quan sát giùm cô. Đó là cái vòng từ A đi qua B. Rồi các bạn thấy không? Vòng này có gọi là vòng 1. Hiểu chưa? Vòng 1 nó sẽ có điện trở 16 ôm. Nhìn nha. Vòng 1 là cái vòng từ đây đi qua đây, xuống đây, trở đây, trả đây. Nó sẽ không có cái nguồn dòng nào hết. Vậy nó có 16 ôm, 12 ôm, 8 ôm nha, nhớ chưa? Rồi các bạn cùng viết kiếp chấp 2 với cô ha. Phương trình kiếp chấp 2 cho vòng 1. Vòng 1 mình có cái gì, nhắc lại, mình có điện trở 16 ôm. Nhưng mà mình nhớ là phương trình hay nói sao? Tổng dòng điện, tổng đại lượng điện áp trong một vòng kính với chiều vòng tùy chọn thì tổng đại số của đại lượng điện áp là bằng 0. Vậy mình chọn chiều vòng rồi thì đại lượng điện áp 16 ôm có phải điện áp hay không? À, 16 ôm không phải là điện áp mà là Y1 nhân cho 16 ôm, viết ha. Thì mình có 16 Y1. Có gì nữa các bạn? 16 Y1 rồi gì nữa? 12 Y3. Rồi gì nữa? 8 Y2. Xin lỗi. Bằng 0. Nhưng mà mình nhớ cái thứ tự chỗ này mình phải là 1, xong rồi tới 2, xong rồi tới tới 3. Cho nên cô sẽ sửa lại thành 10, 12, 8, Y2 rồi tới 12, Y3 hả? Rồi bạn nhớ chỗ này chúng ta sẽ phải là Y1, xong rồi tới Y2, xong rồi tới Y3. Chỗ này cô sẽ sửa lại là 8, Y2. Rồi, 12, Y3. Rồi các bạn quan sát dấu giùm cô nè. Cô nhắc lại cách xét dấu với phương trình kiếp chấp 2 như sau. Cái vòng này chúng ta sẽ vẽ thêm các mũi tên xung quanh đó. Mình so sánh cái dòng điện nào cùng chiều với chiều của vòng thì điện áp đó mang dấu cộng. Rồi, 16 Y1 như thế nào với chiều của vòng? Cùng chiều thì nó sẽ mang dấu cộng. Rồi, 12 Y3 như thế nào? Cùng chiều luôn. Rồi, 8 Y2 mang dấu gì? 8Y2 mang dấu gì? Ngược chiều nè, mang dấu trừ. Rồi mình có 3 phương trình chưa? Phương trình 1, phương trình 2, phương trình số số 3. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng máy tính bỏ túi ha. Mình chọn phương trình bậc nhất, 3 ẩn. Nó sẽ có dạng là AX cộng BY cộng CZ bằng D. Cho nên cái phần số thực này chúng ta sẽ phải chuyển với đổi dấu qua đó qua bên phải. Rồi bạn lưu ý phương trình số 1 mình sẽ có là thành phương trình gì? Trừ Y1 trừ Y2 bằng trừ trừ 9. Chuyển số 9 này qua bên đây ha, nhớ giùm cô. Rồi chỗ này nó sẽ thành trừ 9 của sổ luôn ha. Rồi đây mình sẽ sửa lại luôn. Chỗ này là trừ bằng trừ 9. Để chút mình mặc giảm máy tính mình không bị sai. Rồi phương trình kiếp chấp 2 tại B thì chỗ này số 3 mình chuyển vế đổi dấu thành trừ 3. Nha. Thành trừ 3. Chỗ này mất tiêu. Ha.
Xíu nữa bạn nào mà không chắc chỗ này thì xem lại cái đoạn này ha. Tại tự nhiên có nhiều bạn hỏi, ủa cô tự nhiên ở trên đang là trường chính, đang là cổng chính mà xuống đây thành trường chính vậy? Cô sửa thôi nè, để bạn tua lại video chút xíu giùm cô. Rồi bây giờ mình sẽ dùng máy tính bỏ túi. Ở đây thì cô sử dụng FX 570 VNES ha. Rồi mình nhớ là mình sẽ chọn, mình mở máy, tất nhiên là phải mở máy rồi. Mình chọn mode, chúng ta sẽ chọn cái phần ẩn ha, Y số 5. Rồi bạn chọn cô phương trình bậc nhất 3 ẩn là phương trình số cái nào, cái số 2 ha, cái số 2. Rồi người ta sẽ kêu mình nhập hệ số, các bạn nhớ giùm cô hệ số. Thì phương trình đầu tiên mình có trừ y 1 trừ y 2 bằng trừ 9, vậy số y 1 sẽ là trừ 1. Rồi gì nữa, trừ 1. Rồi y 3 có không, phương trình số 1 không có y 3 thì mình sẽ nhập lại số 0. Rồi bằng trừ 9 ha. Tiếp phương trình số 2 mình có y 1 trừ y 3 bằng trừ 3, thì mình sẽ nhập là 1. Gì nữa các bạn, à y 2 mình có không, không có là số 0. Rồi trừ 1, rồi bằng trừ 3. Rồi bạn nhập phương trình cuối cùng chung với cô ha. Phương trình cuối cùng mình có 16 y 1 nhập 16 bằng 8 y 2 nhập trừ 8 y 2 nhập trừ 8. Rồi 12 y 3 mình nhập 12 d bằng 0, mình sẽ bấm ra được y 1 của mình nó bằng. Rồi bạn thấy kết quả của cô không? Bạn thấy kết quả không? Cô ra được y 1 bằng 1, y 2 bằng 8, y 3 bằng 4. Mấy bạn thấy kết quả giống cô không? Y 1 bằng 1, y 2 bằng 8, y 3 bằng 4, giống nhau không nè? Rồi từ 1, 2, 3. Rồi từ 1, 2 và 3. Cô đã nhập máy tính, bấm ra được là y 1 bằng 1 ampe, y 2 bằng 8 ampe, và y 3 thì nó bằng 4 ampe. Các bạn ra kết quả giống cô không? Y 1 bằng 1, y 2 bằng 8, y 3 bằng 4. Bạn nào thắc mắc cái chỗ nhập phương trình thì bạn sẽ comment vào cái khung, bạn comment vô ha, để cô sẽ giải đáp riêng cho các bạn. Rồi, ở đây mình tìm được y 1, y 2, y 3, nhưng đề bài kêu mình tính cái gì bạn? Đề bài có kêu mình tính y 1, y 2, y 3 không? Không. Đề bài kêu chúng ta tính u 1, u 2. Rồi bạn quan sát giùm cô, u 1 sẽ là u trên điện trở mấy không? U 1 là u trên điện trở 8 không? Vậy nó sẽ bằng cái gì? Bằng dòng nhân cho trở. Thì mình suy ra được U1 bằng gì nè? Có U1 thì sẽ bằng 8 nhân cho y mấy? Y2 thì bằng 8 nhân cho 8 bằng 64 volt nha. U2 thì nó bằng 12 lần y 3 thì sẽ bằng 12 nhân cho 4 bằng 48 volt. Rồi đây là cái bài ví dụ, một cái bài dạng ví dụ về bài tập định lực kiếp chớp 1, kiếp chớp 2 có nguồn là nguồn dòng. Còn bài có nguồn áp thì các bạn cứ áp dụng công thức. Thì bạn nào cần thêm bài tập thì bạn cứ comment, thì cô sẽ gửi riêng bài tập cho bạn để bạn luyện tập thêm. Trên đây là nội dung bài tập ví dụ lần kiếp chớp 1, kiếp chớp 2. Các bạn cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt.